chào bác, chào tất cả anh em đã xem Tùng Audio Hải Dương. Thì ngày hôm nay bên em làm một con đẩy. Đây là con Lake Asutic LA650 dành cho các bác và anh em đây. Thế rất nhiều các bác và anh em hỏi về đẩy bên cửa hàng Tùng Audio. Hôm nay em có một cái mẫu đẩy mới như thế này. Về hình thức thì nó rất là đẹp nhá. Cái hình thức này rất là đẹp. Con này thì chạy hai cổng với cái công suất là 550W anh em ạ. Đấy, 550W. Thì anh em có thể chơi được với cái dòng này, thì anh em có thể chơi được một đôi bát 30 nhá. Thì nghe là rất là ok. Mà nếu anh em nào muốn chơi bát 40 thì anh em lên dùng bát 40 với cái côn là 75 trở xuống nhá. Còn nếu mà chơi côn 75 trở lên ấy thì nó hơi yếu một chút anh em ạ. Đấy. Thì con này là hàng nhập khẩu anh em nhé. Hàng nhập khẩu. Con này chạy 20 sò anh em ạ. Đấy, chạy 20 sò. Nguồn vòng xuyến này 100% là đồng anh em ạ. Đấy, 100% là đồng nhá. Thì bây giờ em sẽ test luôn một cái chất âm, chất nhạc của cái con Lake Asutic LA650 hàng nhập khẩu bên cửa hàng Tùng Audio nhá. Thì ở đây em đang sử dụng con vang PS Audio KX8 để mà test luôn cái chất âm, cái chất lượng âm thanh của cái con đẩy này. Thì bây giờ em sẽ cho các bác và anh em nghe một chút nhạc để anh em trải nghiệm. Ok chưa anh em? Ok chưa các bác? Đây là một cái dòng đẩy gia đình cho các bác và anh em với cái tầm giá 3 triệu đồng. Dưới tầm giá 3 triệu đồng thì đây chắc chắn là một cái con trang bị không thể thiếu được trong hầu hát gia đình của nhà các bác và anh em rồi. Đấy, cái dòng Lake Asutic LA650. Anh em nào muốn giá tốt thì liên hệ ngay đến cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Bên em sẽ để các bác mức giá tốt nhất cũng như nhiều các chế độ bảo hành đãi ngộ rất là tốt bên cửa hàng Tùng Audio nhé. Con này sẽ, em sẽ bảo hành cho bác và anh em này 12 tháng này, một đổi một trong vòng 1 tháng này. Về nếu mà về cái vận chuyển ấy thì cái con những cái hàng nó cồng kềnh nó nặng như thế này thì nếu mà anh em muốn mua thì sẽ đặt cọc cho bên cửa hàng Tùng Audio một chút nhá. Về cái con đẩy nó rất là nặng, cái quá trình vận chuyển nó rất là bất tiện, thế nên là anh em thông cảm cho cửa hàng Tùng Audio nhá. Được chưa ạ? Đấy, cái con này thì em nói lại thôi anh em này. Lake Asutic LA650 chạy 550W cho hai cổng. Đấy, cho hai cổng anh em chơi bát 30 này. Nếu anh em chơi bát 40 thì anh em lên chơi dòng bát 40 côn 75 trở xuống nhá. Đấy, còn nếu anh em chơi từ côn 75 trở lên thì nghe nó không được ổn định như tầm từ 75 trở xuống, được chưa ạ? Đấy, cái dòng này thì về hình thức thì nó rất là đẹp nhá. Đấy, nguồn vòng xuyến 100% là đồng này. Đấy, chạy 20 sò cho các bác và anh em này. Đấy, cái sò của nó thì là sò chất lượng nhất của thời điểm hiện tại anh em nhá. Đấy, được chưa ạ? Đấy, cái dòng này thì anh em muốn giá tốt thì cứ liên hệ bên cửa hàng Tùng Audio nhá. Bên em sẽ để bác mức giá tốt nhất cũng như nhiều các chế độ đãi ngộ bảo hành của bên cửa hàng. Thôi em chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio nhá.